Chào mừng các bạn đến với tin tức Đắk Nông. Hôm nay, ngày 25 tháng 8, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hội thảo tìm giải pháp nâng giá trị cho cây bơ Tây Nguyên diễn ra tại Đắk Nông. Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho các hộ dân ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ long bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Huyện đoàn Đắk Gờ Long tổ chức hội thi nhạc cụ dân tộc huyện Đắk Gờ Long và tuyên truyền các ca khúc cách mạng năm 2023. Đắk Nông mong muốn được phối hợp với các tỉnh bạn trong khu vực để cùng nhau định hướng phát triển ngành nông nghiệp. Trong đó, cần đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển sản phẩm trái bơ. Đây là ý kiến của đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại hội thảo. Giải pháp nào cho phát triển cây bơ ở Tây Nguyên diễn ra sáng nay 25 tháng 8. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ đồng hành cùng các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, hợp tác xã. Địa phương sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất trong việc đầu tư, hợp tác xây dựng chuỗi giá trị cho cây bơ. Với mục tiêu giúp cây bơ trở thành cây trồng mang lại lợi nhuận kinh tế cao, cây làm giàu cho người dân. Những năm qua, diện tích cây bơ tại khu vực Tây Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng tăng mạnh về số lượng và chất lượng. Trong đó, diện tích bơ của Đắk Nông chiếm gần 26,7% tổng diện tích cây ăn trái toàn tỉnh. Năng suất bơ bình quân đạt từ 10 đến 15 tấn trên 1 hecta. Hơn 80 hộ dân tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông bị ảnh hưởng thiên tai đã nhận được hỗ trợ từ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay 25 tháng 8, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội chữ thập đỏ Đắk Nông tổ chức tặng quà 80 hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Quảng Sơn, huyện Đắc Gờ Long. Mỗi hộ dân được hỗ trợ phần quà trị giá 1,5 triệu đồng. Phần quà gồm tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm khác. Tổng kinh phí cho tặng quà hơn 120 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ tương trợ do nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh quyên góp và ủng hộ. Tặng quà là một trong những nội dung nằm trong khuôn khổ hội nghị trao đổi, thống nhất kế hoạch triển khai bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Tây Nguyên. Huyện đoàn Đắc Gờ Long, tỉnh Đắk Nông tổ chức hội thi nhạc cụ dân tộc huyện Đắc Gờ Long và tuyên truyền các ca khúc cách mạng năm 2023 vào hôm qua 24 tháng 8. Tham gia hội thi có 7 đội với 9 tiết mục ca ngợi đảng, bác hồ, quê hương Đắc Gờ Long. Tại hội thi, các thí sinh đã kết hợp được các bài hát với các nhạc cụ dân tộc như Cồng Chiêng, Mờ Bút, Sáo. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đoàn xã Quảng Khê với tiết mục âm vang cổng chiêng mừng lúa mới. Giải nhì cho đoàn xã Đắc Ha với tiết mục thổi sáo múa phụ họa xuân về trên bản mông. Giải ba cho đoàn xã Đắc Giờ mang với tiết mục lá cờ. Và giải khuyến khích cho các đội thi, xã Quảng Hòa, xã Đắc Som, xã Đắc Bờ Lao, xã Quảng Sơn. Lực lượng công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, đấu tranh, triệt pha nhóm đối tượng thuê xe ô tô đi cắt trộm trên 600kg quả sầu riêng của người dân mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của các hộ dân ở phường Nghĩa Đức, thành phố Giang Nghĩa trình báo về việc bị các đối tượng cắt trộm dầu riêng với số lượng lớn, công an thành phố Giang Nghĩa đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an các xã, phường tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, lực lượng công an thành phố Giang Nghĩa đã bắt giữ Tống Văn Quý và Đặng Trương Huy cùng chú tại thành phố Giang Nghĩa để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã đột nhập cắt trộm sầu riêng rồi gọi taxi đến trở về nhà cất giấu, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Hôm nay 25 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Rông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Nâm Nờ Đi, phòng tài nguyên và môi trường khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc san lấp mặt bằng trái phép ở thôn Nam Xuân, xã Nâm Nờ Đi. Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Rông Nô yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo kết quả xử lý trường hợp vi phạm, nếu có, theo quy định của pháp luật trước ngày 29 tháng 8. Theo nguồn tin của phóng viên, sau khi báo Đắk Nông có bài viết ngang nhiên sẻ đồi trái phép ở xã Nâm nửa đây giờ, nhóm người thực hiện hành vi sẻ đồi, ra lớp mặt bằng đã đưa máy móc rời khỏi hiện trường. Thế nhưng hậu quả để quả đồi đã bị khuét sâu, đất tràn ra mặt đường giao thông, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân địa phương. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại